Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video, phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Tiếp tập trước, khi các thủ lĩnh tân thủ được gửi thư mời tập hợp lại để đối phó con rồng đen tô niên của chúng ta, lúc này bọn họ đang đợi ai đó. Một người bèn lên tiếng hỏi, "Thủ lĩnh đại nhân, ngài mời chúng tôi tới đây nhưng đợi từ nãy đến giờ rồi, lẽ nào còn có người quan trọng hơn chúng tôi sao?" Lão thủ lĩnh buộc râu nhắm mắt cười đáp, "Ha ha ha." các vị nói đùa rồi, không ngờ người được mời đến, lại không đúng giờ như vậy. Chắc hẳn cũng không phải nhân vật lợi hại gì rồi, vừa dứt lời thì tên đầu chọc ở sau lưng lão đập tay lên bàn rằn giọng nhìn lão, ngươi đang nói ta sao? Ốp, làm lão ta tím mặt giật mình, lão ta quay đầu lại nhìn lo lắng chảy mồ hôi hột, là ai vậy? Hắn ta xuất hiện đằng sau lưng ta từ bao giờ vậy? Ta và mọi người ngồi đây đều không hay biết gì, lão ta nhìn lên tên đầu chọc hỏi, ngươi là sát thủ bóng đêm, David Rosan phải không? Quả nhiên danh bất hư truyền tên đầu chọc không thèm trả lời chỉ lè lưỡi ra liếm mép nhìn lão thèm thuồng lão ta chảy mồ hôi khó xử rồi tự giới thiệu mình ta là vandoli là thủ lĩnh của nơi này từ lâu đã nghe uy danh của david rosa ngươi thứ lỗi vì đã không đón tiếp từ xa gheo ghe đứng bên cạnh hoảng hốt nhìn tên đầu chọc thể hình to lớn thế này phải 200 cân ấy nhỉ vậy mà cũng là sát thủ lão buộc dâu thấy tên đầu tức giận đều tại con chó chỉ biết canh cổng này của ta không được dạy dỗ tử tế lão liền nhanh chân đạp mạnh gheo ghe xuống đất trước mặt tên đầu chọc dầm gheo ghe giật mình ngẩng mặt lên nhìn tên đầu chọc lo lắng miệng run dễ sợ hãi tên đầu chọc liền quàng vai ôm chật gheo ghe cười nham nhở chỉ tay vào mặt hắn ha 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 con chó canh cửa này của ngươi cũng đặc biệt thật đấy gheo ghe bị siết chặt không thở nổi tím tái mặt khóc hu hu lão buộc dâu thấy tên đầu chọc có vẻ thích gheo ghe liền nói nếu ngươi thích có thể tặng cho ngươi đúng lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân cộp cộp một anh chàng mặc đồ vest tóc dài màu xám bước vào nghiêm nghị lâu rồi không gặp bạn cũ thấy đã đủ người lão thủ lĩnh buộc dâu liền kêu gọi tập hợp nếu người đã tới đông đủ rồi thì ta không ngại nói thẳng luôn mục đích lần này mới các người chơi tinh anh đến là để giết boss rồng đen nghe xong tất cả mọi người đều ngạc nhiên và hoảng sợ há hốc mồm rồng đen chính là con rồng đen lên làm boss thế giới ở trận trước á lúc này vì kinh ngạc mà tên đầu chọc đã buông tay thả gheo ghe ra hắn ta chật vật thở gấp ta quy hàng gia nhập cùng các ngươi vậy mà các ngươi không xem ta là con người vậy thì đừng có trách ta học học hắn ta liền đi tới nói với lão buộc dâu thủ lĩnh đại nhân ta biết cách có thể vừa hiệu quả vừa an toàn mà đánh bại được rồng đen lão ta khinh thường nhìn hắn ngươi có cách gì gheo ghe giơ tay lên nắm chật cười nham hiểm lé lên ánh mắt sắt bén tự tin nói rằng chính là á tinh linh xinh đẹp đó à chính là thú cưng của rồng đen chỉ cần bắt được à rồng đen nhất định sẽ giơ tay chịu trói đến khi đó thủ lĩnh đại nhân ngài sẽ có được hai cái đầu tuyệt đẹp gheo ghe trong lòng thầm nghĩ lũ ngu đần này nếu bắt á tinh linh đó con rồng đen kia sẽ chỉ càng phẫn nộ hơn thôi các ngươi cứ chờ mà chịu sự phẫn nộ của rồng đen đi ha 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 tại một chỗ khác trong rừng anna vì bị ai đó tính kế nham hiểm với mình mà hát xì đỏ mặt tô niên lo lắng nhìn anna hỏi han anna sao vậy có phải tối qua sắc thuốc mệt quá rồi không lần sau không được thức đêm sắc thuốc nữa ta thương lắm đó tô niên lại nghĩ thầm trong lòng tuyệt đối không được để anna sắc thuốc nữa chứ cô ấy có mạng mà sắc thuốc chứ ta không có mạng mà uống thuốc đâu anna ngại ngùng nhìn tô niên không sao đâu ngài cự long Ta chỉ cảm thấy có một luồng ác ý rất lạnh lẽo sau lưng thôi. Điểm hệ thống hiện tại 46.995. Độ hảo cảm của Anna 300. Độ hảo cảm của Selena 170. Nghe vậy Tô Niên cười nham nhở đỏ mặt suy nghĩ. Ác ý. Sao ta lại không cảm thấy vậy nhỉ? Cũng không thấy có người bên ngoài xông vào. Lẽ nào Anna nói lạnh là muốn ra hiệu cho mình ôm cô ấy chăng? Anna ôm ngực ngại ngùng nói với Tô Niên. Ngài cự long. Có thứ này ta cứ quên. Chưa đưa nó cho ngài. Tô Niên đỏ mặt hỏi lại. Cái gì vậy? Anna lè lưỡi ra giễu cờ Tô Niên, đoán thử xem, là thứ mà ngài rất muốn có đó. Anna tươi cười liền giơ lên, trên tay là một chiếc chìa khóa vàng, ngài xem này, Tô Niên xanh mặt hụng hãng nhìn cô. Thì ra chỉ là chìa khóa thôi à, Tô Niên cầm chìa khóa lên hỏi Anna, là chìa khóa của dương báu à, Anna hớn hở mừng rỡ. Ừm, hôm nay ta lấy được trên người pháp sư Melinda kia đó, lấy được chìa khóa có thể mở được dương báu màu bạc đó, thế nào, ta giỏi chứ, mau khen ta đi. Đột nhiên Selena giơ tay lên khoe, một chùm chìa khóa vàng đang lúc lắc trước mặt tô niên và anna gì có là gì chứ chỗ này ta lấy được từ trong tay daniel luôn này tô niên há hốc mồm ngạc nhiên nhìn vào đống chìa khóa nhiều nhiều vậy sao sao ngươi lấy được hai thế selena nghiêng mặt cười tinh nghịch ha 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 đơn giản ta nối lại tay chân cho hắn xong lại chặt đứt ra là được nghe đến đây tô niên với anna đen mặt trẻ mồ hôi lạnh nhìn cô không nói nên lời lúc này tại phòng giam melinda ngồi dưới đất dáng vẻ thê thảm cô ta nhìn sang daniel bên cạnh mà câm tức đều tại ngươi nếu không phải tại tin tức vớ vẩn của ngươi, bây giờ ta vẫn đang là thôn trưởng của thôn Sakura số 6 rồi. Daniel liền tức giận quát lại, rõ ràng là do ngươi vô dụng lại còn trách ta. Melinda trầm mặc suy nghĩ, không thể cứ tiếp tục thế này được, nếu không có cách nào tự sát được, thì phải nghĩ cách thoát ra ngoài. Nghĩ xong Melinda liền dùng mỹ nhân kế với Daniel. Daniel Kaka, trên người ngươi còn bao nhiêu điểm tấn công thế? Daniel nhìn Melinda ổng ẹo thèm thuồng chảy nước miếng, chỉ còn 500 điểm thôi, còn lại đều đã bị ép mua chìa khóa rồi chút điểm này có đánh chết ta cũng không nôn ra melinda vô cùng tức giận nhìn anh ta mắng đồ ngu giữ cũng chết không giữ cũng chết huống hồ chúng ta còn có thể hồi sinh cứ giao ra hết đi chẳng qua nó chỉ là một con danh con thôi mà daniel liền nổi giận mắng lại cô ta vớ vẫn ngươi có bị đánh gãy tay chân đầu melinda bình tĩnh trở lại nhìn daniel khó xử nói ta có cách chi bằng ngươi để lại điểm tấn công đó cho ta sau khi ta thoát được ra ngoài sẽ cứu ngươi ra tại một nơi khác lão thủ lĩnh buộc dâu đã dẫn đám người chơi đi tới khu rừng gần hang rồng lão ta đang dùng ống nhòm để tìm hang rồng sau một hồi nhìn ngó xung quanh lão ta đã phát hiện ra và giơ tay lên ngọn núi trước mặt nơi đó chính là hang ổ của rồng đen gheo ghe ngươi đi bắt á tinh linh đó về đây cho ta gheo ghe lo lắng nhìn lão hỏi lại ta sao nhưng mà thủ lĩnh đại nhân tên đầu chọc liền lên tiếng dần mặt nhìn gheo ghe không có như nhị gì cả nếu ngươi đã muốn gia nhập với bọn ta thì phải chứng minh năng lực của mình trước huống hồ đi bắt á tinh linh đó cũng chính là chú ý của ngươi mà không phải sao nói xong tên đầu chọc cười lên nhìn gheo ghe đầy vẻ hung ác túm lấy vai hắn đừng sợ nhóc con kỹ năng của ta có thể giúp ngươi lẩn trốn trong bóng đêm không ai phát hiện ra ngươi được đâu gheo ghe tái xanh mặt mày nhìn hắn lo sợ lúc sau gheo ghe đi vào hang rồng nhưng không ai thấy được hắn khò khò hắn ta nhìn hai con chó đang ngủ say nghĩ thầm đúng là không thấy mình thật hắn ta liền đánh giấm rồi bỏ đi phụt không khí bị ô nhiễm bốc mùi làm cho hai con chó chịu không nổi bịt mũi ngươi đánh rắm à sao mà thối thế rõ ràng là ngươi mà gheo ghe đi sâu vào bên trong hang thì vô tình nhìn thấy anna phía trước là á tinh linh tìm được cô ta rồi anna ngây thơ ngơ ngác không hề hay biết mối nguy hiểm đang cận kề điểm hệ thống hiện tại bốn mươi sáu chín trăm chín mươi độ hảo cảm của anna ba trăm độ hảo cảm của selena một trăm bảy mươi tại phòng giam daniel đã đồng ý giao dịch với melinda giao dịch thành công melinda lập tức mở còng tay ra cô ta đi đến trước mặt daniel hắn liền nói với cô ta điểm tấn công của ta đều đã cho ngươi hết rồi Ngươi đừng quên quay lại cứu ta đấy." Melinda cười khinh bỉ nhìn Daniel, "Đương nhiên là không rồi, giờ ta sẽ giải thoát cho ngươi." Cô ta bèn tiến lại gần nâng tay lên bóp cổ hắn, Daniel khó thở trợn mắt nhìn Melinda, chảy nước mắt căm hận cô, hét lên trong vô vọng, "Ngươi." Đúng là con đàn bà xấu xa, tiếng hét của hắn đã làm kinh động con chó canh gác gần đó, Daniel đã chết, Melinda liền quay mặt bước ra phòng giam, cô ta liếc nhìn lại Daniel đang tan biến, "Đúng là đồ ngu." Sau đó cô ta dùng thuốc biến mình thành Anna để dụ con chó canh gác Cô ta giả vờ ngã xuống đất. A, à, khi thấy cô ta trong hình dạng Anna bị ngã, con chó liền chạy đến đỡ dậy. Melinda trở nên yếu đuối nũng nịu cảm ơn con chó. A, à, ta không cẩn thận bị trẹo chân rồi, cảm ơn ngươi đã đỡ ta. Con chó đỏ mặt nhìn cô ta ngại ngùng, không sao, đây là vinh hạnh của ta, nhưng nó lại thắc mắc hỏi cô ta, Anna, sao cô lại ở đây vậy? Cô ta liền nói, hồi sáng lúc qua đây ta có đánh rơi đồ, tiện thể qua kiểm tra xem các ngươi có chuyên tâm làm việc không. Con chó nghe vậy lập tức giơ tay lên trán nghiêm nghị đáp, báo cáo cô Anna Tôi luôn chăm chỉ đứng gác, cô ta chỉ tay lên đánh lạc hướng con chó. Vậy sao, bên kia không có người đứng gác kìa, con chó nghe vậy nhanh chóng chạy đi. Cô Anna yên tâm, tôi sẽ qua đó ngay. Cô ta thở phào nhẹ nhõm khi con chó rời đi, may mà mua thuốc thay đổi ngoại hình. Bây giờ tất cả mọi người nhìn thấy mình, đều sẽ tưởng mình là Anna, vù, như vậy thì mới có cơ hội trốn thoát được. Không biết chừng còn có thể tiếp cận được rồng đen, chính tay kết liễu nó. Đúng lúc này Gheo Ghe đang đi tới gần chỗ Melinda để tìm Anna. Kỳ lạ, á à, tinh linh đi đâu rồi, Sao chớp mắt cái đã không thấy đâu rồi cộp vô tình hai người va vào nhau melinda liền hốt hoảng la lên a à, là ai làm gheo ghe cũng giật mình lo lắng melinda vì cú va chạm mà ngã xuống đất cô ta chóng tay ngồi dậy nhìn lên sao ở đây lại có bức tường chắn vậy gheo ghe đứng trước mặt melinda nghĩ thầm mà mừng rỡ tốt quá rồi không tốn chút công sức nào hắn ta cười khoái chí bế cô ta lên bỏ chạy trong khi melinda không hề nhìn thấy hắn và không biết là xảy ra chuyện gì nửa đêm gặp phải quỷ rồi sao lúc sau vua chó đến gặp tô niên báo cáo chủ nhân vừa rồi có người trông thấy cô anna đi về phía rừng trăng bạc còn nói là gặp quỷ rồi tô niên chóng tay lên mặt thản nhiên đáp lại vua chó không thể nào anna rõ ràng vẫn luôn nằm đây mà nhưng khi tô niên quay lại nhìn vào chỗ ngủ của anna thì cô đã biến mất Hùng, tô niên trừng mắt lên nhìn lập tức dùng bí mật ngôn ngữ của rồng tìm anna mà không tìm thấy được mẹ kiếp sao lại không thấy đâu rồi lúc này tô niên vô cùng tức giận lé lên ánh mắt giết người điểm hệ thống hiện tại bốn mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi Độ hảo cảm của Anna 300, độ hảo cảm của Selena 170. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.